Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 8 tháng 3, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Kính thưa quý vị, để bổ túc giáo trình của các đại học, Joseph đã đề nghị dùng thỉnh nguyện thư để đưa ý kiến với các nhân viên chức trách trong học khu của mỗi quận. Xin mời quý vị thính giả theo dõi những khởi xướng và hoạt động của anh về vấn đề này trong phần 8 phỏng vấn đặc biệt giảng viên Joseph Phúc Nguyễn do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Yeah. Tức là cái computer đó, mình mua cái máy đó về khoảng 5.000, xong rồi mình tải cái software xuống, mình gắn vô. Nó cũng là một cái app thôi, một cái app để mà mình gắn vô trong đó rồi nó chạy như là những cái app khác, hay là nó chạy cái phần đó nó online. Mình sử dụng cái Python script, thì có Python script của GitHub, thì mình cứ copy cái Python script trên GitHub, xong rồi mình paste lại trong Visual Code Studio của mình, chẳng hạn trong Windows hay là của trong Linux, Ubuntu. Rồi mình chạy nó lên, mình sửa lại, mình chỉnh sửa cái language, cái software, cái name của tài liệu mà mình đã tải xuống. Rồi bỏ cái tài liệu vào cái chương trình, nó sẽ chạy vô theo cái sự mạnh mẽ của máy tính, cũng như là cái độ dài của video của mình, thì nó có thể đi từ vài phút đến vài chục phút. Nhưng mà tôi chưa từng thấy một video với computer của tôi, tại vì tôi có GPU rất là mạnh, là RTX 4080, là nó đi quá một giờ trong một video, một tiếng đồng hồ hay là hai tiếng đồng hồ. Cái video là dài bao nhiêu lâu thì nó chạy một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ thì nó sẽ convert được khoảng bao nhiêu? Nó tùy cái GPU của mình, tại vì GPU của tôi nó rất là mạnh. Nhưng mà nếu mà thí dụ người ta không có GPU á, chỉ có một MacBook bình thường, thì nó không có đủ memory, cũng không có đủ VRAM để mà chạy nó được. Thì đối với một người mà chỉ có MacBook thì sử dụng cùng cái chương trình, cùng cái AI có thể kéo dài cả ngày hay là vài ngày. Còn nếu mà người ta không biết gì hết mà người ta muốn tìm hiểu về cái đó, thì mình có một cái video hoặc là một cái gì để cho người ta tới, người ta tìm hiểu cái đó. Bây giờ một người không biết gì hết, người ta muốn làm cái convert video như vậy, thì mình có cái sổ tay nào, hoặc là mình có cái chỗ website nào, hay là mình có cái gì để mà mình hướng dẫn người ta, thay vì mình phải ngồi xuống mình hướng dẫn người đó làm, thì cái người đó có thể xem ở một cái chỗ nào để họ tự làm người được. Ta nên tra lên cách sử dụng chương trình Whisper thôi. Whisper của hãng OpenAI. Nó rất là phức tạp, vì nếu mà tại vì tôi biết coding sơ sơ cho nên tôi có biết là tôi có thể làm được, nhưng mà tôi rất là khuyên bất cứ ai mà muốn làm cái này cho YouTube video của họ, để nhờ một người mà biết một sơ sơ về coding và cũng có đủ cái máy tính mạnh để nhìn thấy và nó có phù hợp với họ không, trước khi mà họ mua một máy tính mạnh như vậy đó. Nhưng mà theo cái sự suy nghĩ của anh, một người bình thường có thể làm được không, hay là một người phải rõ ràng là phải biết coding thì mới có thể làm được chuyện đó? Không phải là rõ ràng biết coding, nhưng mà biết sử dụng. Tại vì biết code là một chuyện khác với biết sử dụng code. Đúng. Tức là có người mà viết Python script, là tôi không thể viết Python script. Đúng. Nhưng mà mình sử dụng được cái script. Nhưng mà tôi biết ít nhất là đọc được Python script, xem cái chỗ nào để bỏ tài liệu vào, xem cái chỗ nào để sửa language, những cái parameters của script đó, thì tôi có thể làm được. Nó rất là dễ. Đối với một sinh viên mà học một lớp computer science, chỉ cần vài tuần, vài tháng để ít nhất là có đủ kiến thức để làm được điều đó. Nhưng mà ít nhất là cái sự bắt đầu của mình là được giới thiệu với GitHub chẳng hạn, tải xuống những Python script của GitHub, biết làm sao có chương trình nào mà mở ra được Python script. Tôi dùng Visual Studio Code, nhưng mà có nhiều người khác thì không biết Visual Studio Code là cái gì cả. Thì đối với những người mà chưa tiếp xúc với cái thế giới máy tính đầu tiên thì nó sẽ rất là khó đối với họ. Nhưng mà đối với những người mà biết computer sơ sơ, thí dụ những người gamer chẳng hạn, thì chắc là họ có thể làm được. À, tức là dễ hơn đối với lại thế giới gamer đàn là những người thường. Tôi nghĩ như vậy. Và tôi rất là hân hạnh được phỏng vấn với quý khán giả. Đây là lần đầu tiên tôi phỏng vấn như vậy. Và nếu mà tôi phải nói cái gì cho cộng đồng, thứ nhất là nếu mà cần tình nguyện viên á, tôi cần nhiều tình nguyện viên để có thể giúp đỡ trong cái dự án của tôi.
Và tôi có thể chia sẻ thêm thông tin với anh Dũng. Và thứ hai nữa là trong cái việc như cộng đồng, nếu mình sống ở Little Sài Gòn thì nếu mà quý vị khán giả có quan tâm đến việc bảo tồn giữ gìn cái lịch sử và kinh nghiệm của cộng đồng người Việt hải ngoại ở đây, đặc biệt ở Little Sài Gòn, thì tôi có một cái petition thỉnh nguyện thư để mà lan tỏa với mọi người để ký. Và mỗi tháng thì học khu Garden Grove có một buổi họp để thảo luận và bàn về những cái vấn đề của hệ thống giáo dục. Thì tôi xin cần nhiều người phụ huynh, học sinh, thành viên cộng đồng có thể ký cái petition đó và lên tiếng đến dự cái buổi họp đó và cho các ủy viên giáo dục biết cái tầm quan trọng của Vietnamese American Studies như một lớp bắt buộc trong học khu của mình, và nó có thể lan tràn những cái học khu khác ở xung quanh, thí dụ học khu Anaheim, học khu Huntington Beach, và từ đó có lẽ là nó có thể lan tràn đến miền Bắc California, thí dụ ở San Jose, nơi có nhiều cộng đồng nữa, và những nơi khác. Tôi cũng muốn nói thêm, và tôi chưa nói trong cái cuộc phỏng vấn này, về một cái dự án mà Sở Giáo dục Quảng Nam đang phụ trách trong cộng đồng, là 2019, tiểu bang California đã thông qua một dự luật do Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn thông qua để mà cho Sở Giáo dục Quảng Nam 5 triệu đồng để mà viết ra một, nó kêu là giáo trình kiểu mẫu về kinh nghiệm cộng đồng người Việt tị nạn ở đây. Thì trong đó thì có cái nội dung nó đi từ văn hóa Việt Nam là thế nào, lịch sử Việt Nam Cộng Hòa là thế nào, âm nhạc của Việt Nam Cộng Hòa, cuộc di cư 54, đó là trước năm 75 và sau năm 75, các trại cải tạo thế nào, những cái kinh nghiệm của những người thuyền nhân, bài thơ, văn học trong những người bị kẹt ở các trại tị nạn ở Đông Nam Á. Rồi đến khi có Hoa Kỳ thì có những cái câu hỏi học thuật là thí dụ tại sao 80% những người mà có mà sở hữu một nail salon là người Việt, hay là có câu hỏi là tại sao theo lịch sử thì cộng đồng người Việt là cái cộng đồng duy nhất đang theo đảng Cộng Hòa hơn đảng Dân Chủ. Đó là một cái học thuật thôi, và tại sao nó đang thay đổi theo thế hệ đó, theo những thế hệ thứ hai mà theo đảng Dân Chủ nhiều hơn, tại sao những cái điều mà họ quan tâm đấy là về cái gì, cái phong trào của những cái phong trào biểu tình để đòi hỏi thí dụ dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, cũng như là những cái phong trào của những người trẻ, để thí dụ tôi làm việc chặt chẽ với một cái tổ chức tên là Việt Rise đang đòi hỏi đang vận động cho việc để dừng lại cái việc mà người Việt tị nạn đang bị trục xuất về Việt Nam, mặc dù họ đến đây với cái thẻ kỳ tị nạn, với thẻ xanh. Vài năm xưa thì cả hai chính quyền Trump và Biden đã trục xuất một số người Việt tị nạn, mặc dù họ bị bắt chỉ về những cái tội phạm nhỏ như là smoke weed, là lờ hút thuốc cần sa, thì họ bị trục xuất sang đây. Thì có nhiều phong trào khác nhau, thì có rất là nhiều câu hỏi học thuật về sự hình thành của Little Sài Gòn là thế nào, cái sự hình thành của Phúc Lộc Thọ, tại sao mà mình có trung tâm Thúy Nga, mình có trung tâm Asia, và cái định nghĩa của văn hóa thế nào, làm sao mà họ định nghĩa văn hóa Việt Nam ở hải ngoại thế nào theo những hướng đi khác nhau. Tất cả những cái câu hỏi như vậy nó rất là phức tạp, nó rất là sâu sắc, và nó là một cách mà Sở Giáo dục Quảng Nam đang viết ra, và cuối năm nay thì nó sẽ được làm xong và được phát hành cho cộng đồng, cho đến khi nếu mà quay trở lại với quý vị khán giả, thì sau khi cái giáo trình đó được làm xong thì mình phải đến cái bước chân thứ hai để mà đưa cái chương trình đó, cái giáo trình đó vào hệ thống giáo dục của mình, trong các học khu của mình, trong các trường của mình,
cũng như là và nó cũng liên tưởng với những cái chương trình khác như là vận động cho những chương trình hoạt động song ngữ cả hai bản tiếng Việt và tiếng Anh trong các học khu của mình. Và mình phải có một cái ý thức cộng đồng để mà biết là mình không nên sợ hãi việc vận động cho cộng đồng của mình, mà mình nên lên tiếng. Tại vì nếu mà cộng đồng của mình không lên tiếng cho bản thân mình thì ai sẽ lên tiếng cho mình? Như vậy thì nếu mà có cộng đồng thì tôi có cái petition thì tôi muốn làm cho nó ra cộng đồng, thì tôi sẽ chia sẻ với anh Dũng nhé. Vâng. Tôi xin cảm ơn quý khán giả rất nhiều để cho tôi phỏng vấn với anh Dũng và mọi người. Và tôi hy vọng là mọi người sẽ có một ngày tốt đẹp nhé.